để trở lại chương trình thì nãy giờ là coi như là Tú Quỳnh cũng như Kiều Khanh nói về chất đạm cũng như là chất dinh dưỡng cũng như là cách tập thể dục à để cho mình biết được là, là trong người mình có là bao nhiêu chất nước là cần nước như thế nào thì cái Kiều Khanh được cũng biết rằng là cái supplement minh bây giờ nó đang rất là phổ biến là bởi vì nó giúp cho chúng ta chống ngăn ngừa uh, cancer. Thì Kiều Khanh và Kim Phượng cũng đã từng giới thiệu quý vị cái sản phẩm mà uh, uh, Kaiko Fukaden là một cái rong biển rất là quý ở bên Nhật mà nó sẽ giúp cho chúng ta là ngăn ngừa cancer phải không Tú Quỳnh? Đúng Còn đấy. ngoài ra nó thì Tú Quỳnh nữa? có nghe nói đến cái sản phẩm này và thật sự ra trong gia đình của Tú Quỳnh thì có một người bác thì bác đã bị uh, ung thư phổi và bác có đeo qua một cái sự uh, điều trị nhưng mà rất may mắn là bác biết cái này từ vì bác có một người cháu thì người cháu đó ở bên nhật thì người cháu đó mới giới thiệu cho bác lúc đó bác không biết cái này ở bên đây đâu thì người cháu mới giới thiệu cho bác của quỳnh thì bác của quỳnh uống thì sau khi chữa trị cái đó thì không thấy cái phổi nó quay trở lại nữa thì tú quỳnh được biết là bác nghe nói nó chữa về ung thư thì bác đã uống và nó sâu tốt luôn. À, Trên, quý... Cho nên nó là với uh, với cái 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 thế hệ bây giờ là quý vị biết rằng là cái chất chemical rất là nhiều. Mình đi đâu thật sự ra đều có những cái chất mà mình hửi không khí mình hửi những cái chất đó nó rất là độc quý vị. Cho nên uh, khi mà mình uống những cái chất mà nó ngăn ngừa cancer thì cũng là một cái điều rất tốt cho cái sức khỏe quý vị. Chứ đừng nghĩ là ô à, tôi không bệnh gì hết tôi không cần uống nhưng mà nếu như mà mình ngăn ngừa thì lúc nào nó cũng tốt hơn là mình chữa trị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà chưa một lần thử qua cái Kaiko Food Garden này đó thì quý vị hãy gọi cho SET Home Shopping với số phone là 18776207467 để order cái sản phẩm này. Rồi ngoài ra đó Kiều Khanh và Kim Phượng cũng đã từng giới thiệu quý vị sụn cá mập quý vị là bởi vì trong cái thời tiết bây giờ giữa giao mùa giữa lạnh và nóng thì chắc chắn là những người bị thấp khớp sẽ đau rất là nhiều. Cái đó là Kiều Khanh à, được biết là bởi vì chính bản thân mẹ Kiều Khanh là bị loại mà thấp khớp lại rất là nặng cho nên Kiều Khanh lại lại rất là may mắn được thừa hưởng <laughs> <laughs> là uh, cái thấp khớp quý vị cho nên uh, khi mà cực khanh uống uh, những cái chất mà những cái loại sập năm như vậy thì cực khanh thấy rằng là uh, cơ thể của mình đó đỡ đau rất là nhiều uh, nhất là những cái khớp xương của mình uh, mình không còn bị thấy đau đớn nữa cho nên nếu quý vị nào mà uh, muốn mà đang bị thấp khớp cũng như là muốn ngăn ngừa đó thì uh, cho cái chất nhường của mình nó nó nhiều thì tại vì cực uh, khanh biết là việt nam mình chuyên môn đi massage là tú quỳnh Đúng rồi. mà massage là hay bẻ mà rồi Việt Nam mình thì thường thường hay bẻ cổ mà mình càng bẻ cái gì đó thì cái chỗ phần giữa đó của hai đi. nó nó lờn đi thì cái nó sẽ bị khô mà khi nó bị khô như vậy đó là khi mình mình di chuyển đó thì nó sẽ làm cho mình đau quý vị cho nên cái sụn cá mập này nó sẽ cho chúng ta cái chất nhờn để mà nó 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 bọc cái xung quanh cái chỗ mà cái khớp xương quý vị đó thì nó giúp cho cái cái phần đó quý vị nó sẽ không có bị đau nữa. Rồi ngoài ra nó còn cái gì nữa không thưa quỳnh quỳnh muốn uh, chia sẻ với quý vị rằng cái này thật sự ra là trong gia đình quỳnh uh, thì mọi người là hầu như là cũng phải là ba bốn người uống thì uh, cái này không những nó chữa ung thư quý vị ơi mà nó làm cho tóc quý vị mọc lại mà còn tóc đang bạc thì nó cũng thành đen wow dẹt yeah. cái mọc bạc uh, là... của quỳnh và anh anh họ của quỳnh thì quỳnh không biết là họ uống cái này bao lâu rồi nhưng mà khoe rằng là trời ơi tóc nó ra mà bây giờ không thấy bạc nhiều nữa thì tú quỳnh nói chứ thôi để khi nào mà bạc hơn nhiều nhiều chắc không <laughs> tức là tú quỳnh đang nói về phu uh, tức, tức là tức là quý vị là phu là một cái loại mà Kiều khanh được biết là, là một cái rong biển mà nó ở bên nhật nó rất là tốt cho nên nó là uh, nếu mà quý vị nào mà đang mà có cái 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 đà mà coi như là tóc đen nó đổi thành tóc trắng đó quý vị thì quý vị không tóc có tóc trắng muốn... đổi thành tóc đen No đang no, đang đan là tóc tóc đen đổi thành trắng thì ờ. uống cái này vô thì nó sẽ trắng nó sẽ thành đen <laughs> cho nên là, là quý vị coi như là uh, uống vào để mà cho mình có cái được này một thật cái sự mới đó, đó. nha quý vị uh, Tú Quỳnh biết thật sự đó uh, chào uh, quý vị ơi thật sự ra tất cả những cái này uh, nó cũng là một phần có dược thảo trong đó và nó giúp cho quý vị thì Tú Quỳnh biết trong gia đình chú Quỳnh dùng cái này nên chú Quỳnh biết nó là như vậy. ngoài ra cái sùng cá mập quý vị Kiều thanh nãy giờ nói đó là nó cũng làm cho chúng ta cái 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 tiêu hóa chúng ta uh, nó, nó 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 tốt nữa quý vị. cho nên ngoài cái chuyện mà nó làm cho bồi bổ cái xương chúng ta ha, nó làm cho uh, cái tạo cái chất nhờn ha để mà cho nó thích hợp với bồi nội cái nội mà uh, mô giác mạc nuôi dưỡng các tế bào À, giác mạc đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều à, và lần thứ nhất là nó, nó bồi bổ cơ thể thúc đẩy sự phát triển của xương à, rồi của răng quý vị cho nên nó là nếu mà quý vị nào cũng chưa một lần thử qua thì ngày hôm nay quý vị xem cái chương trình kiều khanh và tú quên thì quý vị hãy hãy gọi cho fpt home shopping để order cái mà sụn cá mập này về uống tại vì kiều khanh biết rằng là đây là đang giữa giao mùa giữa mùa đông và mùa mùa hè cho nên nó là cái sự mà à, lạnh đã bắt đầu sẽ tới thì mình nên uống để mình à, ngăn ngừa sự đau đớn quý vị ơi tại vì nếu mình đau đớn quá mình khó ngủ lắm quý vị mà mất ngủ thì cái da mình nó sẽ xấu đi mình sẽ già đi rất là nhiều mà kiều khanh nghĩ rằng là à, đối với tất cả mọi người ai cũng sợ già đúng không? Mình đúng nghe tiếng già cái là mình hoảng lên rồi quý vị. Thì bây giờ có chị Linh ở bên Texas hỏi rằng là người bị tiểu đường, cao máu thì loại exercise nào tốt? Bơi hay chạy máy? Tú Quỳnh. Chị Lan ở bên Texas hỏi rằng người bị tiểu đường, cao máu thì loại exercise nào tốt? Bơi hay chạy máy? à tú quỳnh thật sự ra nếu mà nói là exercise để mà giúp cho người tiểu đường thì theo như tú quỳnh biết rằng là quý vị nên đi bộ và bớt không ăn chất có ngọt trong đó không quý vị mà mê sầu riêng nhiều đường trong đó lắm à, xoay của mình cũng nhiều đường trong đó lắm nha thì exercise đi bộ nó giúp cho quý vị burn được calorie hơn thì nó không có tích tụ được cái chất đường ở trong người nhiều thì cái đó là là một trong những cái mà exercise cho người tiểu đường. Anh và Gia ở Sacramento hỏi rằng gạo lứt và gạo trắng khác nhau như thế nào? Gạo lứt và gạo trắng nó khác nhau một cái là gạo lứt thì nó có nhiều chất uh, sơ, nhiều chất fiber là chất sơ Còn gạo trắng thì nó hoàn toàn là một lần tinh bột Thì khi quý vị ăn gạo trắng vô trong vòng 20 phút thì quý vị nó sẽ đổi thành đường Và đường đó nó sẽ nuôi cái bụng mỡ của mình Mà khi mình có bụng mỡ như vậy thì mình dễ bị cholesterol và dễ bị tiểu đường, uh, dễ bị hypertension luôn Uh, uh, yeah. Anh Lan ở bên Boston hỏi rằng hỏi aloe vera chữa đau dạ dày mua ở đâu. Uh, Tú Quỳnh uh, biết loại aloe vera rất là tốt và concentrate thì nếu mà anh muốn thì anh cứ liên lạc với Tú Quỳnh ở số uh, 714 788 0878 cái này concentrate organic. Uh, chị Hương ở California hỏi rằng 85 pounds thì uống bao nhiêu nước thì được? 85 pound uống bao nhiêu nước thì được Chị lấy 85 chị chia cho 2 Có nghĩa là chị 42 ao 42 ao mà bây giờ như vậy đó là Chị cần um... hai 2 ao, 2, 2 bottle water hả? Hai, 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 bao rưỡi? hai chai rưỡi hai chai, hai rưỡi. chai rưỡi nước có thể là cho ba chai được không chị ừ, chị uống hai chai rưỡi nước đến ba chai nếu chị có chạy bộ hoặc là chị có exercise thì chị uống thêm hai um, chai ba mươi hai chai mười sáu nữa tức là ba mươi hai quên Thường thường người ta nói rằng là một ngày nếu mình uống được một cái class red wine đó thì nó rất là tốt cho cái đường máu huyết của mình. Cái đó đúng hay không? Đúng vậy. Từ vì cái red wine thì nó có cái lượng retrovol thì Quỳnh không biết gọi cái đó. Nó là tiếng Việt là gì? Nhưng mà cái lượng đó là cái lượng hột của cái trái nho. Thì khi quý vị uống vô một ly thôi Có nhiều người nghĩ là uống rượu đỏ tốt Xong rồi uống đến 2 ba ly không được uống một ly thôi thì nó cũng dâng được cái lượng mà tim đập lệ hơn, nó giúp cho điều hòa người và nó có thể tan được mỡ và nó hay antioxidant có nghĩa là nó làm cho quý vị sẽ trẻ mãi. Vậy thì uh, thường thường cái 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 tim của mình nó chạy thì là bao bao nhiêu thì là đúng đúng, đúng tốt cái uh, tuổi. Kiều khanh ơi nó tùy theo, thì cái nhịp đập tim của mình bình thường á thì khoảng sáu mấy mấy bảy mươi. Uh, có người mà đập nhanh quá đó mà không có exercise gì hết thì họ dễ bị mệt tim nó là như vậy thì người mà đập chậm quá cũng cũng mệt luôn từ vì khi đó nó không đầy đủ oxygen nên quý vị cái lượng tim bình thường khi mình ngồi thì khoảng 60 mấy đến 70 mấy là tốt đến 80 như vậy là 80 ừ. 80 ừ. 85 ha là tốt phải không ừ. Vậy thì coi như là uh, nếu là những người mà họ bị đau tim đi chẳng hạn như quỳnh họ bị đau tim thì họ có nên tập thể dục hay không họ tập thể dục có được hay không? thật sự ra tập thể dục nó giúp cho lượng tim của mình khi quý vị ở ở bị uh, cao máu bị uh, bị mỡ trong máu tại vì sao quý vị bị uh, cao máu là từ vì cái lượng mỡ nó lót nó nó ngăn chặn cái mạch tim của quý vị nó toàn mỡ không thì bây giờ quý vị cứ nghĩ đến một cái ống nước của mình mà bây giờ mở nó đóng hoặc là chất dơ đồ nó đóng ở trong đó nước nó không lưu thông thành thử ra quý vị nghĩ đến cái tim của mình nó phải đập rất là nhiều nên nó bị thì quý vị đi bộ nhiều hơn để nó tan cái mỡ đó ra kính thưa quý vị quý vị đừng rời khỏi làn sóng chúng tôi sẽ trở lại quý vị sau phần thông tin thương mại